Hai đội bóng đang dũng mãnh bước vào sân. Thời tiết trên sân của trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự đã rất là đẹp rồi. Rất may mắn là cơn mưa rất to đã đến, nhanh đến và nhanh đi rồi. Quần áo màu đỏ và FC Cộng Hòa. Như vậy là trọng tài đã thổi còi bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên. FC Hà An thi đấu bên phần sân phía bên trái với trang phục áo đỏ quần đỏ, và FC Cộng Hòa thi đấu bên phần sân phía bên phải với trang phục áo trắng quần xanh da trời. Đường chuyền dứt điểm của Nguyễn Tuyển. Miền Tây tín hiệu rất tích cực. Cú dứt điểm của Văn Tràng, pha chớp thời cơ khá tốt. Ở vị trí như thế anh dứt điểm như thế là tốt rồi. Tuy nhiên rất tiếc là bóng đi chạch cột dọc một chút. Ta cùng xem lại tình huống này. Bóng bật ra, lần thứ hai dứt điểm một chạm, bóng hơi chạm đất, đi chạch cột dọc. Hàng phòng ngự Hà An đã chủ động phá bóng lên. Và bây giờ là phản công. Cơ hội của Minh Đức rất cao to. Nghĩa Kèn chéo bóng vào, bóng đi hơi sâu. Theo dõi chăm chú giải đấu của chúng ta. Vũ Tuấn, bóng vẫn còn trong sân. Đường chuyền vào, có lẽ dứt điểm từ xa. Bổng quá. Và dứt điểm của tuyến hai của thủ Duy Tân. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền khóa thắng cho tuyến hai. Duy Tân Nguyễn Tuyển khá nguy hiểm, lộn xộn, chưa có bàn thắng. Thủ môn Quang Luân phải tập trung, anh xử lý bóng, bóng không qua hàng rào, chạm vào đồng đội. Phản công cho Cộng Hòa. Văn Trang chuyền vào, dứt điểm, lộ xôn, đã có bàn thắng rồi. May mắn đến cho Lê Đạt. Tôi đã bảo rồi, Quang Luân thi đấu có phần là lập cập đấy. Đây là anh đã phải trả giá bằng một bàn thua. Chúng ta cùng xem lại tình huống này nhé. Một tình huống lộn xộn trong khung thành. Cú dứt điểm đầu tiên là của cầu thủ mang áo số 18. À không phải, đúng rồi, Duy Tân dứt điểm. Như thế, Trọng Khởi đứng chuyền trẻ cạnh, không được, tiếc quá. Tình huống đỡ trượt của Văn Hy. Căng vào, bỏng quá. Cơ hội thì sẽ đến và dứt điểm. Hơi rườm rà một chút. Cộng Hòa, phản công cho Cộng Hòa. Lợi thế cho Cộng Hòa. Tôi bắt đi, trời ơi. Cột dọc đã từ chối bàn thắng của Văn Hy rồi. Văn Hy đen quá. Dứt điểm tiếp. Tiếp theo là cú dứt điểm của Văn Tràng. Văn Hy và Văn Tràng. Đáng tiếc quá. Hết trượt chân rồi thì đang có cầu thủ nằm trên sân. Cầu thủ mang áo số 28 Nguyễn Tuyển. Trong lúc này chúng ta tranh thủ xem lại cái pha phản công rất chất lượng này. Hết đá trượt rồi, Văn Hy này đá vào cột dọc. May mắn bao giờ mới đến với Văn Hy đây. Trước đó là một pha nỗ lực chuyền bóng cho Trọng Khởi. Đáng tiếc. Tranh chấp bóng quyết liệt ở giữa sân. Dứt điểm. Cú dứt điểm của Duy Tân. Bóng đã đi bằng sau côn. Ta cùng xem cú dứt điểm chớp thời cơ này của Duy Tân. Ở vị trí thoáng. Đột phá. Dứt điểm, cơ hội đây rồi, 2-0. Có thể làm dấu chấm hết cho FC Cộng Hòa. Khi mà họ liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội. Chúng ta phải kể đến tình huống nỗ lực của Vũ Hừng băng xuống ở bên phía cánh phải. Trong tư thế này, thủ môn đã không kịp đẩy bóng ra.
Trọng Khởi chéo bóng vào, dứt điểm. Văn Tràng đã ra chân. Trận đấu này không có sự may mắn rồi.